sinh ra và lớn lên ở vùng đất Ninh Thuận vốn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Từ những trăn trở mong cho gia đình và quê hương ngày một tốt đẹp hơn, với niềm đam mê với thế giới tự nhiên, đã thôi thúc tôi mày ngò nghiên cứu và cho ra những công trình nghiên cứu khoa học trong suốt quá trình học tập của mình. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ đọc sách mỗi ngày và những cuốn sách của Trung Nguyên, đặc biệt là cuốn Khuyến Học, đã tạo cảm hứng truyền lửa cho tôi tự tin và dấn thân để đam mê với việc phụng sự cộng đồng. Mục tiêu của tôi từ khi ra trường cho đến năm 30 tuổi là sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và trồng quế. Tuy sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng với niềm tin mạnh mẽ và cái khát vọng chính đáng của mình, không có gì là không thể. Cùng với một cái tinh thần sáng tạo, sẽ biến những cái kinh nghiệm nhỏ nhoi, những cái ý tưởng của mình thành những sản phẩm để cống hiến cho cộng đồng. Tôi thì nghĩ đơn giản thôi, hãy làm thật tốt công việc của mình bằng một cái tâm phụng sự, mang lại niềm vui cho mọi người. Thành công, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến, bởi vì tôi nghĩ cho chính là nhận.